Mì ăn. Ủa gì vậy? Xi măng cát đá ai để trước cửa nhà mình vậy? Của mình chứ ai mà để. Của mình là sao? Lại mua chứ sao? Mua chi? Mua để làm công chuyện chứ chi. Công chuyện là công chuyện gì? Thì làm toilet đó. Cái gì? Thôi đừng giỡn nha, bữa anh nói em là không có làm rồi đó. Tự nhiên kêu đi thôi. Tào lao rồi nha. Thì không làm, anh không làm thôi mà em làm. Ôi trời. Giỡn anh đó thử. Giỡn gì giỡn thiệt chứ giỡn gì. Ta làm hết một ngày đó trời. Xi măng giật kìa nè. Bây giờ nè, cái số điện thoại bên Hào Rau đưa anh đi, anh gọi trả lại cho người ta. Tại giống như mình bị, mình giống như là mình cái tiền gọi là tiền ngu á, mình trả lại mình mất cái phần trăm. Thôi đi, rảnh quá trời, nó xây cái hầm ở dưới rồi kìa. Trời. Hầm phân ở dưới rồi kìa, xây xong cái hầm rồi đó, anh kêu trả lại cái hầm hố đó để làm gì không làm. Sao luôn. Em không làm mà không hỏi với anh? Thì hỏi rồi mà anh đâu có chịu đâu à. Thì anh đã nói không có xây rồi. Bây giờ không có hỏi ý nữa, tôi chỉ thông báo với anh vậy thôi. Chứ giờ hỏi có cho làm đâu mà hỏi. Nè cái máy này nè, hỏi nè. Cái máy này nữa. Cái máy này á. Tôi làm luôn đó, bởi vì đợi hỏi biết chuyện nào nữa. Cái máy này là đã trước sau gì cũng làm. Mà trước sau làm gì? Cái gì cần mình làm, còn ví dụ em làm cái máy này thấy nay che nắng cho mưa thấy cũng tạm được đi. Còn toilet thì đâu có cần gì đâu. Không cần trời, đi vệ sinh. Thì sao nhà có cái toilet đi ra tuốt ở nhà sao, có khách lại thì sao, mới bắt ta đi lòn vậy đó. Khách gì? Nhà này 80 năm chưa có ai lại. Thì tao không có toilet mới không rủ khách lại đó, nào giờ có rủ lại với anh làm giường nữa đó, anh mắc cái nhào vô anh đi luôn khỏe hay không? Không có đi vô nhà, vô cửa. Làm giường gì tôi có làm giường gì mà mắc, làm như tôi bị gì vậy mà. Thì anh vậy không, anh đính rồi đi vô nhà, còn này người ta có là đi luôn. Ôi ôi, cát đá bây giờ, mùa này xây dựng mắc dữ lắm thử ơi. Nói chung là bây giờ nó lên dữ lắm, giá vàng lên là cái gì nó cũng lên trơn á, cho nên là mình đợi nó sụp cũng không có đợi được đâu, làm luôn đi chứ đợi gì. Mà xây cái toilet gì em mua chi? Chi nhiều gạch đá cát xi măng gì chứ. Phải làm toilet nhỏ xíu mà làm gì ghê vậy? Xây luôn cái hàng rào. Rào gì nữa? Hàng rào phía sau cái toilet đó. Quá tài khủng luôn. Thôi không nói nhiều nha. Bây giờ đi vô đưa số điện thoại tôi gọi trả lại đi, còn như tiền lỗ như tôi chịu lại. Thôi đi, khùng quá à, tiền lỗ là ta làm cái hàng rào rồi đó, thấy không? Vừa không được cái gì mà mất tiền nữa, anh thấy anh tính dại dột chưa? Mà cất chi? Thì đã nói rồi đó, cất để đi. Cất để mình sử dụng chứ có phải không ấy đâu. Cái ghế đó là dính bụi xi măng không đó nha, ngồi đỡ đi chứ giờ quá mệt rồi. Trời ơi. Thời bây ơi. Giờ thời buổi kinh tế khó khăn. Đi kiếm tiền đâu có dễ đâu mà làm gì em mới hỏi anh chứ, tự nhiên giờ đem gạch đá cát xi măng đổ đầy nhà luôn. Mà bây giờ hỏi anh thì anh sao anh trả lời coi. Hỏi giờ hỏi vụ hỏi đó, làm toilet với anh đó, rồi anh nói đi. Có cho làm đâu mà hỏi. Trời ơi, mày còn cái gì nữa mày thưởng. Cái gì mà tùm lum hết vậy? Thì làm toilet phải có bồn cầu chứ sao, với labo rửa tay nè. Rửa tay nè. Nó bự bộn xíu. Trời ơi, cái gì đây? Cái bồn cầu mà thử này, chỗ này có dao gì dưới này cái gì vậy? Cái đó gạch chứ gì, hả ông lựa gạch nó gì nè, đang không có chợt nè, anh lớn tuổi em lựa gạch tới cho anh đó. Trời ơi, trời ơi, lớn tuổi lựa gạch chợt gì ông trời ơi, tôi có cần đâu vậy, ở đây toàn là thiên nhiên hoang dã ra tôi xỉa luôn. Thôi đi trời, mất lịch sự không nghĩ sao vậy trời. Ở quê ta từ đó giờ vậy có sao đâu. Không lẽ anh vậy rồi khách lại cũng vậy luôn hả? Khách nào? Ông nội ơi. Khách nào vậy, sao không có khách nào? Trời ơi, xót xa người tình siêu. Làm gì mà hỏi bạn, vợ chồng với bạn chứ, muốn làm là làm à. Tôi hỏi rồi mà tại anh không chịu. Thì tôi phải tự làm chứ biết sao, chứ đợi anh cho biết chuyện nào. Em nói thiệt nha, anh nói thôi chứ hả, tới lúc làm xong cái người đi nhiều nhất là anh đó. Ở đâu ra làm như là tôi bị bệnh gì vậy, đi làm là phải đi nhiều nhất chứ. Nữa thấy anh đi thường đấy, anh chuyên môn dành cho em đó là anh đó. Còn gì đây nữa ta? Còn gì đây nữa là sao? Thì to anh để lọt chứ gì. Cái gì nữa đây? Thì cái này là cái cửa nè, cửa toilet nè, chứ không lẽ làm không có cái cửa. Cửa
nhiêu tiền? Đâu có nhiêu đâu, hỏi chi nữa, tổng cộng mà biết chuyển cái một rồi biết cái gì đâu mà hỏi gì chi nữa. Mà toilet nữa ra làm cửa làm chi vậy? Trời trời, không lẽ không làm cửa đi? Trời hứa này của những người thân gia đình không? Mình mua cái giống như mình làm cái kèm lúc này, mình mua cộng kẽm với mua cộng kẽm với mình mua miếng vải á, mình phủ xuống. Nhìn vô thấy trơn hà. Làm gì ai dám đi? Gì? Trời trời, còn gió nó bay sao? Rồi gió gì? Đã phủ xuống rồi. Khi mình làm toilet thì cái ấy là một cái nó phải méo bên là cái cửa che lại rồi, đâu có thấy làm tự nhiên mua cửa chỉ tốn tiền. Thằng ơi, làm cái màn gì ai dám đi nữa? Đâu, mình giờ anh làm cái tấm bảng giống như ở trước cửa mấy cái cửa hàng vậy, thí dụ như giờ mở cửa rồi đóng cửa hai bạn ập lại. Thí dụ như giờ cái trước cái toilet anh ghi là có người. Cái này là không có người, khi mình lật cái bảng chữ có người là mình biết có trọng có người. Cũng như ai đi ra vô mình dặn hay nó lật qua cái là có người. Rồi lỡ người ta quên lật rồi sao cha? Thôi lật gì mình trước đi mình phải dặn người ta. Dặn gì tao quên. Làm cửa chi tốn tiền. Tao quên lật rồi, anh quên lật người ta luôn quá. Trời ơi, ai dám lại nữa. Cái to lợp chứ gì, không lẽ để cho mưa rơi xuống luôn. Còn cái này là cái gì? Cái đó thợ người ta kêu mua chứ cũng biết cái gì nữa. Sắt nữa. Thì thợ người ta ấy đó. Xe toilet mà là mua sắt làm chi? Không mua sắt rồi sao làm cái máy to lên trời? Hả? Không mua sắt sao làm máy to thợ máy to này? To đâu có cần sắt, máy to lợp thôi chứ. Thì to lên cũng phải dừng rồi lợp lên cái gì, phải có sắt giống như cái này nè, mấy cái ấy xuống nè, ta mới lợp lên được chứ. Ừ, cái này cái gì trời? Thấy nói chung thợ người ta tính toán hết rồi, mua theo thợ đó, không có dư cái gì hết trơn á, vừa đủ thôi. Sao em biết là thợ đâu? Kiếm đâu ra? Thì hỏi nè, sớm nè. Đừng nói kiếm trên mạng nha. Không có, chợ vòng vòng sớm này nè, người ta cũng làm nhiều rồi, mình hỏi người ta, hỏi mấy cô, mấy chị nè. Hay quá. Trời ơi. Xin kính chào quý khán giả, một buổi sáng đẹp trời tại thành phố Tân An. Và vừa rồi Hiểu Quyện đã biết là Tiết Cương đã bị Ngọc Thưởng cài vô tình thế đã rồi. Đó, mua vật liệu xây dựng, xi măng nè, cát đá, gạch, tùm lum hết. Về để xây cái nhà vệ sinh. À, coi như là Tiết Cương không còn cách nào chống cự lại được quý vị ơi, tại vì đã mua hết rồi. Gạch nó, cát đó, tùm lum hết trơn rồi. Đá nữa, xi măng. Bây giờ thì chỉ có nước là phải chấp nhận thương đau đừng hỏi tại sao, và Tiết Cương phải ở lại luôn để không có về xì phố được, ở lại để coi như là giám sát công trình nha quý vị. Rồi, chấp nhận nha. Quý vị cùng với Tiết Cương đồng hành xem coi những cái người thợ đây họ sẽ xây dựng cái nhà vệ sinh bên hông vườn của Tiết Cương như thế nào. Và Tiết Cương sẽ cập nhật tình hình liên tục cùng với quý vị, và Tiết Cương sẽ coi như là cùng nhau giám sát công trình. À, quá. Mà, mà con lại coi có người phá nhà tôi. Phá nhà. Liên ơi, nếu mà cái này không ấy được thôi, vẫn để giữ lại cái đà đi, cái đập phía dưới này không? Thầy hứa với anh nói không? Để coi ba đứng tới đâu. Ừ, sợ nó gắt khúc lên nó nãy nè. Nếu mà cậu vô còn, để làm cái cổng qua cũng không có vấn đề gì. Ra coi thám thính công trình tới đâu. Trời ơi, ở dưới này đổ bê tông rồi luôn. Ừ. Xây cái hồ, cái giền hồ giống này giống hồ cá quá ha. Xây này giống như xây hồ cá vậy. Mà hồ cá thường ở trên bờ này âm xuống đất. Đất đào lên quá trời luôn. Này sẽ sau này sẽ sử dụng vào những việc khác. Đất sét không. Này mà hồi nhỏ mà kiểu để nặng tượng, nặng đồ chơi, nặng hay dế rồi đã lắm nè, đất sét không. Nhỏ đi kiếm thấy bà luôn rồi. Ừ, kiếm đất sét đó. Đúng rồi, đúng rồi. Để móc kiếm mày kinh. Móc. Còn chỗ nhà anh đi xuống Âu Quang móc đất sét nhiều lắm. Dạ. Đó Âu Quang chưa có xây. Em về thằng nhỏ đại học ra kinh sườn móc. Về làm hay dế hả? Về làm tác phẩm rồi thi luôn chứ bọn. Ừ, đúng rồi, tác phẩm. Những cái đó là bên những gì
Mỹ Thuật á. Bên Mỹ Thuật. Môn Mỹ Thuật. Ừ. Đi xài. Đó. Mới trong vòng có 2 tiếng hồ mà muốn thợ bên Pháp về đập tan hết bức tường. Giờ còn cái đà này không biết mình xử lý làm sao. Này có cái đà sắt trọng. Thì cũng té cái tường chứ sao gì. Mà đập chưa. Thợ bên Pháp về. Đây, cập nhật luôn đây. Cái hàm mới tới đâu rồi? Hai thợ miệt mài là làm dày dữ ta. Rồi xây cái dày dữ vậy á. Xây vậy chứ sao? Ông nội ơi, nói giờ đâu có biết đâu. Hàng cầu là phải xây theo tường 20 chứ sao? Tại tường 20 hả? Ha, ha. Ừ. Quá dữ luôn. Đấy, đi công chuyện xíu trở về coi tình hình sao nha, coi có gì khác nữa. Ờ, để kiểm tra coi. Tới đâu rồi? Chà, nắng quá. Có cần gắn máy lạnh không? Có không? Ủa? Mình ngang cái hầm của có hai cái ngang đó để làm chi vậy? Bên có nước thải ra. Lọc nước để thải ra. Hay vậy ta. Cái này có trong sách giáo khoa không? Ô, ổng mở. Từ thở mang gươm đi mở cõi một trời thương nhớ đất Thăng Long. Mở cửa ra đây rồi. Quá đã luôn. Bây giờ cái cương rảnh cái cương sẽ dọn dẹp khu vực này. Xử lý cái này coi. Bây giờ đã tô xong rồi, có gắn hai cái ống này. Bây giờ thật sự là Tiết Cương chưa hiểu cái cơ cấu của cái hầm cầu như thế nào, thì có thể giải thích cho tôi không? Đầu tiên là mình đây là chỗ bằng cầu chính phân mình xả xuống đây đúng không? Rồi sao cái ống này để làm chi? Thì đây thì nước à. Nước khi nó lên tới đây thì nó sẽ theo ống này nó chảy qua đây cái là này. Giống như là đã lắng được một phần ở đây. Lắng một phần. Qua đây thêm được một phần nữa. Ừ, cái nước lên tới đây thì nó sẽ qua đây. Qua đây xong. Qua đây ví dụ còn thì nó sẽ lắng nữa. Rồi lại qua thì đây. Khi mà đầy lên nữa thì nó sẽ thoát qua hố này. Qua đây. Còn hố này đầy thì nó sẽ mình sẽ đặt một cái ống thoát ra ngoài hố gà. Cái đường hố gà sinh hoạt. Cộng. Bây giờ thì Tiết Cương mới hiểu được cơ chế xây dựng. Sau này tôi sẽ trở thành thợ xây dựng chuyên nghiệp. Chuyên gia xây dựng nhà thầu chuyên làm hố xí. Cầu cống nghe. Tao Tiết Cương ra kiểm tra tình hình cha. Nguyên cái vàng này giữ văn à. Cái vàng này là để lót đổ phía trên hả em? Đó. Kiểm tra coi đó. Thợ trẻ nhất thế giới nè. Gặp hết trời. À, mình phải đóng cái vàng cái này gọi là cốt pha hả? Cốt pha để cho nó mình để lên ha. Ừ. Đổ tấm lên nó để nó bê tông à. Đổ bê tông. Em đục vô rồi hả? Trời ơi, nó dày cùi đóng luôn nè. Lấy con cua chiều nhậu ấy, bắt cua chiều nhậu lên luôn nè, để ăn cua luôn nè. Ủa ra thấy lỗ chưa? Có lỗ đó. Được xả nó xuống bờ. Ủa còn cái đục này em chế hả? Ừ. Hay. Cái vậy thon rồi. Ờ. Ok, để chuẩn bị đưa cái ống vô nữa là xong rồi ha. Phần thô, phần dưới của công trình vĩ đại quý vị ơi. Này. Dĩ bê tông cốt thép vẫn chưa được đặt lên, đã là phải hoàn thành cái này nó cứng chút xíu mình mới để cái dĩ lên đó em. Đó, như vậy đây. Hố sâu vũ trụ đây. Cái này cứng cái đầu mình để cái dĩ lên ha. Đó là coi như là mình hoàn thành cái phần mặt, coi như là mặt cái này giống như gọi là nếu mà xây nhà lầu gọi là làm móng á. Chẳng này hết rồi, xây nhà chuẩn bị là xong phần móng rồi mình sẽ chuyển tiếp cái phần phía trên là nó đơn giản nhanh còn lẹ, khó nhất là cái phần móng gì ơi. Đó, sau 30 phút quay trở lại là đã, trời ơi hoàn thành rồi, đã thầy chứ. Đây cái lỗ này đó, lỗ này sẽ đưa những tinh hoa xuống đây. Ủa, đập xong luôn rồi hả? Quá đã luôn. Liền ơi, anh thấy cái khỏi mình khỏi mua cái ấy, cái hàng rào kém gai bên này đưa qua nè, xé cái đoạn đó đưa qua nhập vô là đủ rồi đúng không? Đi mua ai bán bán. Thưa quý vị, vậy là đã xử lý xong cái phần tường này. À, giờ còn lại cái trụ ngang quý vị ơi,
cái trụ này ở trong á nó có đà, nó là một bê tông cốt thép ở trong á, thành ra đặt không có được. Giờ tôi cương đang con dân á, một á là để luôn, sau này mình đề co trang trí khu vườn ha, hay là đập đập thì phải có máy cắt cái bê tông quý vị. Rồi bây giờ cái đó để từ xử lý sao. Rồi quý vị cùng với Tức Cương đi ra kiểm tra chất lượng sản phẩm. Bê tông khô rồi đó, gạch này đã đem ra để chuẩn bị xây phía trên quý vị đó. Thì đây, trước giờ thì Tức Cương nay cũng hơn 50 tuổi rồi mà lần đầu tiên mới biết cái hộp nhà vệ sinh xây như thế nào quý vị. Hồi đó giờ mình cũng ta nói đi vệ sinh không biết bao nhiêu ngàn lần, lần đầu tiên mới biết á, thì xây ở dưới á phải đào một cái hố, xong rồi xây coi như là tường xung quanh, xong chia làm ba ngăn đó, ba ngăn xong rồi sau đó phủ phía trên, xong đổ một tấm lưới sắt quý vị đó, lưới sắt cái cương đã quay rồi, và sau đó đổ bê tông lên rất là cứng. Sau đó mình cái phần cái này coi như là giống như mình xây nhà, mình xây móng xong quý vị. À, sau đó được một đường, có đường dẫn nước ra hố ga và có ống thoát khí nữa. À, như vậy là đã hoàn thành cơ bản phần nền móng và phá được bức tường, sẽ xây mới lại. À, như vậy là coi như là đã xong một gọi là phần phía dưới rồi, chuẩn bị là sẽ cắt ở phía trên. Mời quý vị cùng Tiết Cương đón xem phần sau, coi những cái phía trên là thiết kế tường rồi gắn labo và trang trí như thế nào nhé. Cảm ơn quý vị đã theo dõi clip, hẹn gặp lại phần sau cùng với Tiết Cương giám sát tiếp công trình xây dựng nhà vệ sinh của Tiết Cương tại Tân An. Xin chào.